chào quý vị khán giả của VTV Travel. Thưa quý vị, Hội An dường như sở hữu mọi điều mà một khách du lịch tìm kiếm ở điểm đến. Một thành phố xinh đẹp, yên bình với một lịch sử sống động, ẩm thực phong phú và một bãi biển đẹp tầm cỡ thế giới mà chúng ta sẽ khám phá sau ít phút nữa. Thủy Vân xin được cung cấp cho quý vị một thông tin, đó là phương tiện du lịch được ưa thích nhất ở Hội An, đó chính là xe đạp. Còn bây giờ, hãy lên xe đạp và cùng với chúng tôi khám phá nhà cổ Tấn Ký ở thành phố Hội An. Nằm trên phố Nguyễn Thái Học, nhà cổ Tấn Ký từng là nhà và cửa hàng của một gia đình thương nhân Hội An. Ngôi nhà được xây từ giữa thế kỷ 18, có hai mặt tiền, mặt trước là cửa hàng, mặt sau thông qua phía bờ sông để tiện việc nhập hàng hóa. It's an incredible city. It's very touristic also, but it's very authentic. Yeah, right. Yeah. Mang kiến trúc ống đặc trưng của đô thị cổ, ngôi nhà hiện còn rất nhiều vật dụng và các chi tiết trang trí đặc sắc. Trải qua thăng trầm lịch sử hơn 200 năm, nhà cổ Tấn Ký vẫn gìn giữ được lối kiến trúc độc đáo, trở thành điểm đến hấp dẫn du khách khám phá vẻ đẹp cổ kính của phố cổ Hội An xưa. Khi bạn đã thăm thú hết thành phố Hội An và muốn tìm một nơi yên tĩnh để thư giãn, thì nơi đây đã sẵn một lựa chọn tuyệt vời cho bạn, đó chính là bãi biển An Bàng. Nằm cách trung tâm thành phố chỉ 3 km, bãi biển An Bàng nổi tiếng với vẻ đẹp hoang sơ, giản dị và yên bình. Đây là điểm đến lý tưởng cho những du khách muốn cảm nhận bầu không khí trong lành, thư thái tận hưởng vẻ đẹp của biển cả, nhưng vẫn không thiếu các hoạt động cho những ai say mê các trò chơi dưới nước. My country, I have a beautiful beach in Biarritz, France, in front of my house. Nice for, you know, romantic for yeah. Two people is nice. Vẻ chân phương và thanh bình của biển An Bàng đã hấp dẫn không ít du khách quốc tế. Và đó cũng chính là lý do bãi biển An Bàng từng được CNN Go chọn là một trong 50 bãi biển đẹp nhất hành tinh. Wow, ra biển mà không thưởng thức hải sản thì trải nghiệm biển sao mà có thể hoàn hảo được, phải không thưa quý vị? Không chỉ thu hút du khách bằng biển xanh, cát trắng, An Bàng còn chiêu đãi các thực khách bằng rất nhiều món ăn ngon lành, đặc biệt là hải sản. Có thể cảm thấy vị ngọt ngọt của thịt tôm này, xong rồi các loại rau củ ở trong nữa. Do ở gần làng chài cũng như làng trâu trà quế, nên các loại nguyên liệu chế biến món ăn ở đây lúc nào cũng rất tươi và ngon. Nó còn khá ngậy ngậy cái sốt kem. Được ăn những món ăn ngon sau một ngày dạo chơi tại biển An Bàng thật tuyệt vời. Đến với An Bàng để được cảm nhận những làn gió, những con sóng vỗ rì rào là một trải nghiệm bạn không thể bỏ lỡ khi đến với phố cổ Hội An xinh đẹp. Những hình ảnh tuyệt đẹp của bãi biển An Bàng đã kết thúc chương trình ngày hôm nay của chúng tôi. Tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những hành trình thú vị khác của VTV Travel.